Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở địa phận thôn Đông Lãnh, xã Điền Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Phi lại nhận được cái thông tin của người dân chia sẻ tại đây có một cái hoàn cảnh gia đình hết sức là đặc biệt. Thì Phi chia sẻ sơ qua hoàn cảnh này là thì người chồng, người cha thì bị ung thư phổi mà di căn qua gan. Trong nhà thì có ba người con nhưng mà đều bị nói chung là không bình thường. Ba người con hình như là bị ảnh hưởng chất độc da cam ngày xưa á, cho nên là ba người không bình thường, trong đó là một người anh đầu đã mất rồi. Bây giờ thì còn hai đứa con gái, nói chung bây giờ gia đình hiện tại cũng hết sức là khó khăn, khi mà chú bị cái căn bệnh hiểm nghèo cũng không có điều kiện chạy chữa. Người vợ thì đi bán khôi bán sắn rồi ngồi chợ quý vị, nói chung cuộc sống cũng mưu sinh rất là vất vả. Ở đây chủ yếu là làm nông thôi, cũng điều kiện cũng hết sức là khó khăn. Thì Phi nhận được thông tin và đến đây tìm hiểu để chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi đi vào bên trong căn nhà để mình tìm hiểu kỹ hơn về các câu chuyện của chú nó như thế nào nha. Quý vị xem clip này nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ giúp Phi nha. Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ở đây có mấy cái bụi tre rất là mát luôn. Những cái mục măng mới vừa mọc lên quý vị, rất là ngon nha. Một măng này mà xào với hến súp bánh tráng là thôi khỏi nói luôn. Rồi, quý vị cùng Phi đi vào bên trong. Dạ rồi, con xin chào cả nhà. Dạ. Được biết hoàn cảnh nhà mình là chú Tường hả? Phong. Dạ. Chú Tường là năm nay 60 tuổi chú ha? Dạ. 60. Dạ rồi, con đang cầm trên tay một cái giấy tờ bệnh án của chú Tường là chú bị u phổi mà di căn qua gan ha? Dạ. Dạ. Chú Tường chia sẻ sơ qua một chút về bệnh tình của mình lúc này như thế nào đó. Chia sẻ là coi như con ngà ở đây em cũng đau cái rục này. Đau quanh rồi. Không có thuốc uống. Chú cứ xăng áo xuống đi. Tại vì thuốc tài thì không có thuốc uống, chỉ dùng thuốc nôn thôi. Thuốc nôn mà mình hán là thuốc nôn thì kéo dài thời gian chứ còn không, nó không có xử lý gấp phải được. Là chú là cái chịu đa miết thôi. Chú là bây giờ trong cái bụng là nó đau quanh cái bụng hết. Quanh bụng. Rồi cả ngày cả đêm đó hả? Có ngày có đêm rồi, rứa ra cứ nằm cứ đè gấu. Dạ. Đè gấu vẫn nhẹ bất cứ rục. Nhưng mà mình không có dùng thuốc tây hả? Có chứ, giờ dùng ngà có lần thôi. Lần giảm đau hả? Giảm đau thôi chứ còn bằng túi để túi ngủ. Dạ. Chứ còn bằng ngày thôi cứ dùng thuốc lá nữa cứ uống thôi. Chủ yếu là uống thuốc nam. Thuốc nam. Còn một ngày uống một viên giảm đau để tối ngủ. Dạ. Chú là bị bao lâu rồi chú? Bữa hôm Tết này. Tết này hả? Dạ. Không mà lùa ra bữa hôm Tết này. Khi mà mới phát hiện bệnh đó là những cái biểu hiện như thế nào chú? Hắn chỉ có đa cái vùng chỗ này đây. Dạ. Có gạch này thôi. Có gạch này mà đau có nghĩ là mình bị ung thư. Nó đau một cái vùng chỗ này? Chỗ này thôi. Mà nó đau có dữ không? Hắn cũng đà nhú rồi hắn sốc nắng lạnh cứ đi viện là khốn rồi hắn lùa rồi mua viết nghe chuyện qua một bước. Dạ. Yeah. Cái nằm mùa hơi mưa ngã cái gì đây. Dạ. Yeah. Sợ trị ấy sợ trị quá tiền không mà còn cái hắn bệnh thật đó. Dạ. Yeah. Như vậy là chú cũng không có điều trị mà chú về luôn hả? Về luôn đó, sống được mùa sống. Như vậy là chú nằm ngồi viện nó 20 ngày. 20 ngày không bước. Nằm 20 ngày mà cũng chưa có cái điều trị gì hết. Chưa có. Nói chung ông bướu là không điều trị gì hết. Nhưng mà sao mà chú lại quyết định là đi về? Tại vì không đủ điều kiện. Không đủ điều kiện. Tiền năng để cho con bị tật. Dạ. Yeah. Tiền nông là để cho con lo cho con. Còn mình cũng không đủ điều kiện để chạy chữa hả? Không. Dạ. Yeah. Nói chung núa thì bụng. Thôi cố gắng thôi chứ. Dạ. Yeah. Tiền đang vậy. Dạ. Đây quý vị đã thấy hai đứa con gái của chú đúng không? Dạ. Yeah. Hai em là bao nhiêu tuổi rồi đó? Đứa 27. Đứa lớn là 27, còn đứa nhỏ là... Đứa nhỏ là 23 phải... Đứa nhỏ 23 mà đứa lớn 27. Con nghe nói là còn một
Người con trai nữa mà mất rồi hả? Con trai đầu mất. Con trai đầu là mất rồi. Con trai đầu là mất lâu chưa chú? Nó mất rồi 27 tuổi á. 27 tuổi mất là cũng bị như vậy luôn hả? Mấy đứa đó. Dạ. Mấy cháu. Ba đứa. Ba đứa con mà sinh ra ba đứa là đều bị hết hả? Dạ. Bác sĩ nói là ba em là bị cái gì? Bác sĩ đau đi khám ăn biết. Cũng không đi khám hả? Nó giống như là một bị một cái chất độc nào đó đúng không? Mình thì nghi bị chất độc nhưng mà đâu có dẫn đi khám. Hồi trước chú có đi chiến trường nào? Nói chung đi bộ đội nhưng mà có cũng đi lồ Campuchia nhưng mà đi là đi chẳng qua là đi công tác thôi. Dạ. Trách nhiệm thôi. Đi rừng đi núi Việt Nam mình cũng có đi. Dạ. Đi Đà Lạt rồi đó. Ở trong rừng núi cũng nhiều hả? Ở rừng núi thoáng. À. Là nó học quân y đó. Dạ. Rồi về sinh có vợ là sinh ra ba đứa con là đều bị hết. Nó giống như là một bị ảnh hưởng một cái chất độc hóa học ha. Dạ. Rồi hiện tại là các em là có được nhận được cái sự hỗ trợ chứ bộ? Hỗ trợ của nhà nước năng lần lên đứa năm nay được 554 hả? 554 bộ. Dạ, 554 mỗi em là được 554 tiền hỗ trợ xã hội. Con chào bà ha. À, con dạ. Bà năm nay chắc cũng tám mấy rồi ha? Tám 86 rồi hả? Dạ, bà là mẹ của chú. Mẹ của Phạm Trượng. Dạ. Sức khỏe của bà có được khỏe không? Cũng khỏe nhưng mà mệt mỏi thì đủ chân cản lưng luôn cũng đa đó. Dạ. Mà cả đều cũng rốn. Chờ thấy con cháu đi ra mình phải rốn. Dạ. Rốn mà anh chị cũng nhờ Mạnh Lễ Quân ở đây nghe có giúp đỡ cho con tôi được chút ít tiền gì đó để cho giúp họ đi tá này. Dạ dạ. Dạ con. Khi mà bà biết chú bị bệnh hiểm nghèo như vậy rồi bà thấy như thế nào? Tôi bóng cái mà nghe con đà là rút còn có bóng chục rồi. Bóng cái bà còn bóng chục cái hả? À, mà cũng rốn gán gượng cho trời mình làm xuống là nuôi đứa cá này về còn thay là khổ. Dạ, bình thường là chú là trụ cột chính của gia đình. Chính. Dạ. Có một đứa cho mấy. Dạ. Mà chú là cũng là bà là chỉ có một mình chú là con trai hả? Có hơi thằng bánh chết hình thằng còn mình án đó. Còn mình chú. Hơi đứa gứa. Còn hai cô nữa. Dạ. Rồi khi mà nghe chú phát bệnh như vậy là bà từ 44 kg mà xuất 4 kg, còn 40 kg. Dạ. 40 kg mà cũng lo miết cái tôi từng nuốt thì nuốt thì đậm làng sức đứa nó đủ lo cho con không. Dạ, dạ. Lo con lo tá ở môi từ cực khổ biết bao nhiêu lo nuôi chồng 22 năm đa luôn. Dạ. Rồi cuối cùng rồi trời tới nuôi con phải xác là nuôi tá từ giờ tới trời cũng cực khổ không sướng ở lúc nổi. Dạ dạ. Thôi bà cố gắng nha, cái từ từ rồi kiếm đường chữa cho chú. Ha. Từ đứa đó cái trong giống nó thấy đà ấm nó cứ bị rốn ăn đi chứ chừng biết nuốt rồi anh chừng. Dạ dạ dạ. Chừng không nọ chứ cứ rốn uống thuốc uống đồ được ngày một đó được thôi. Dạ yeah, bây giờ là chú là nằm ở nhà uống thuốc nam. Cũng ăn ở trên bò con giúp đỡ ở trên anh rồi giúp đỡ cho con tôi được. Dạ yeah. Bên cạnh cô Phi là cô vợ của chú. Tuyền. Vợ của chú Tuyền ha. Dạ. Yeah. Cô kể sơ qua một chút về cái công việc của cô như thế nào được không? Con được biết là cô đi bán khôi, bán sáng, rồi hàng ngày bán vào chợ hả? Đứng bán chợ bộ. Dạ. Chồng chợ đi mua. Chú là chợ cô đi bán? Đi mua đi về mới nấu bán. Chợ đi mua hả? Ừ. Mua khôi, mua sáng về cái ở đó. Ở Năm Phước. Như vậy là cô không đi xe máy được hả? Không biết đi xe. Cô không biết đi xe luôn. Ừ. Có đi xe đạp được không? Xe đạp được. Dạ. Rồi hàng ngày cô công việc của cô như thế nào cô chia sẻ? Bữa hôm anh đa nên không buôn bán gì được hết. Dạ. Không có phương tiện đi đi. Không có phương tiện ở đây. Rồi anh đa rồi lên rồi bệnh viện rồi vô miếng rồi anh. Dạ.
Nhờ mạnh thường quân giúp đỡ gia đình chứ cô. Như vậy là từ cái hôm mà chú đau đến nay là cô cũng không có buôn bán gì được. Không muốn lo cho bo án không. Dạ. À, rồi là cái thu nhập là chắc là cũng không mới có luôn ha. Không có, đâu có đi đâu mà có. Dạ, bình thường cô bán khôi sắn như vậy là một ngày là thu nhập cỡ được bao nhiêu tiền? Cam mấy chục ngàn đi, có buổi chiều chợ Bảo An. Ngày được 100 ngàn hả? Buổi chiều ra chợ Bảo An có hồi bốn buổi sáng được 100 ngàn. Vậy là đủ lo cho cả nhà ăn uống. Mà từ lúc chú đau là đau có buôn bán gì đâu. Không buôn bán được, cô không đi xe máy được. Không được. Dạ. Rồi cô mua là kho mua sắn, cô về cô gọt rồi cô nấu hả? Mua dưới Đông Phước. Mua dưới chợ Đông Phước hả? Dưới chợ Đông Phước anh chở xuống mua cái đường chở gì. Dạ. Thì nấu lên chợ Bảo An bán. Kho với sắn thôi hả? Mua sáng với mít. Mít nữa hả? Mít non ở mình á. Dạ. Có hồi xuống Đông Phước mua. Bọn hòn tới cũng có điện cho mình. Dạ. Xuống chở gì món. Dạ. Mà chờ anh đa nó thôi không biết đồ nữa. Dạ. Chờ quần anh bơ đứa hơi đứa con mẹ vô anh á. Cũng nhờ mạnh quân ấy giúp đỡ cho chồng không có đi đi chữa bệnh. Dạ. Yeah. Trước đây là chú có nhận được, nhà mình có nhận được sự trợ giúp của ai không? Dạ không. Đâu có đưa đâu. Mà mới vô thái hoàn cảnh nó mới đưa. Chứ còn đâu có đưa biết. Nói chung là mấy đứa em là trước giờ cũng chưa nhận được sự giúp đỡ của ai hết. Dạ chưa. Đâu. Nói chung là có nhờ là anh Tuấn Mập là chú bốc thuốc bá. Tuấn dạ. Mập là ở Sài Gòn hả? Dạ, anh Tuấn Mập Sài Gòn. Bên Mỹ Tuấn Mập hả? Dạ. Là anh em thân nhờ anh kho khi 10 triệu đó rồi nè. Có hồi anh bến đa anh cho anh 5 triệu. Chú bốc đó. Anh đây sai không được. Phải giúp cho cái xe máy nó đó. Cho cái máy đêm đó. À, cho chiếc xe máy. Dạ. Để anh cho chiếc xe độn nữa. Nên Tuấn Mập cũng cho. Dạ. Yeah. Thì chắc chắn là nhà mình là cũng lâu lâu cũng nhận được những cái phần quà của chính quyền địa phương cho dạ, thôi, đúng không? Dạ. Dạ. Đưa còn ngoài ra, là cũng chưa có cái tổ chức cá nhân thiện nguyện nào mà đến chia sẻ giúp đỡ. Dạ. Dạ. Anh Tuấn Mập là anh thấy hoàn cảnh này anh thương. Mà chú bóc tóc bó với anh á. Vậy rồi anh đau, anh cho 5 triệu. Yeah. Dạ. Khi mà chồng cô mắc phải cái căn bệnh hiểm nghèo thì cô có những cái chia sẻ như thế nào? Buồn lắm chứ. Chờ chồng đa rồi không biết luôn mẹ ăn đây thôi. Mẹ đang nuôi con. Mẹ vô anh nữa, sao nuôi. Trời. Dạ, anh là vợ chính, anh nhòa cũng cọc nhà đình. Đi đau anh không chở, đi mua bón. Dạ. Rồi tới con, chồng đau rồi mẹ nữa. Bây giờ cũng rơi vào cái thế cũng tàn cùng quá ha. Ở mô trời mũi vô tái nó hoàn cảnh quá tội đi. Thường đưa lên nhưng mà không biết đưa nữa. Dạ. Yeah. Trời thái vô biết đường cho đâu biết mũi đưa lên nào. Túi lãnh đa chịu không nấu. Ngà rồi lấy muối lấy đồ ở hốp cho anh nữa đó. Dạ. Yeah. Nhờ mạnh thường quân giúp đỡ gia đình chứ gia đình khó khăn quá. Trời mẹ già đó rồi trời bơi đứa con bệnh tật nữa. Dạ, dạ. Bé còn hở cấp thoáng nữa. Vậy rồi còn anh cũng hở cấp thoáng đó. Hai đứa là bị hở cấp thoáng rồi. Dạ, anh đào đi còn con đi khò. À. Tim nó nửa thở không được. Nói chung hai đứa là cũng mắc bệnh. Bệnh hết cả ba đứa bệnh hết cả độc thế anh thể. Ba đứa mỗi anh thể hồi 4 tuổi. Thế trời hồi nó bị nó cũng không nhờ ơi được ấy. Đâu có biết ơi mà đưa lên. Dạ. Rồi mùi hơi không thấy đà rụt quá, vô xin số điện thoại. Chứ còn mấy cô mấy mẹ cũng không biết, chồng không biết ở đâu nữa. Trời biết kêu ơi chứ. Trời cũng nhờ mạnh thường quân giúp đỡ trời chồng nữa đó. Trời ảnh đau đó mà không có tiền đi chữa bệnh. Yeah. Mỗi lần ra là mười mấy hơi triệu tiền đó, bón khô từng củ khô tiền đó. Bán từng củ khô, củ sáng cho nên là cũng không có đủ tiền mà để đi chữa bệnh được. Dạ, yeah. Đã cho trời nhờ không đủ. À, bé bệnh rồi nhiều hồi chở đi bệnh viện. Dạ. Xóa rồi đó. Nhờ ông xóa rồi anh ủng hộ cho gia đình mình. Dạ. Cái chờ biết nó ra chờ xóa chờ có chứ họ cho họ giúp đỡ cái nói. Dạ dạ dạ. Chứ còn như mô chờ đâu biết chú Phi chú mô đâu.
thì cũng nhờ chú Phi với đồ ấy giúp đỡ gia đình, Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình chứ trừ không biết nấu rang. Rồi tới hoàn cảnh đây này bón từng củ khô củ xé để nuôi đi đỡ cho gia đình, mới trừ ông tụ cọc gia đình đó, trừ ông đa nữa rồi mình một mình bui chở ra cho đủ. Trong khi đó cô cũng không đi xe được, trừ mát chiên bánh nhân đồ mờ. Mờ trừ hơn mát độc thiên thể nữa. Cô bị mờ hả? Mờ là chiên bánh gì? Chữ bánh rô, bánh chú chiên đó. Hơn 10 năm mà chữ ảnh khu bốc khúa với lửa. Nó chữ mát vậy mà cô cũng bán bánh chú chiên, bánh ram. Bánh ram chợ bố o. Mỗi lần cô chiên là bây giờ nó ảnh hưởng tới mắt, là nó mờ hai mắt. Mờ mát đo điều trị ở khoa mát. Dạ. Rồi em là tên gì? Dạ tên Phụ Minh Quyên. Hả? Phụ Minh Quyên. Phạm Minh Quyên. Dạ, Minh Quyên. Phạm Bình Quyên. Dạ. Nói chung là hai em là vẫn tỉnh táo hiểu biết hết đúng không? Dạ. Trong nhà rồi mình không có làm được gì không? Được không? Không, không được. Cũng ngồi không chứ cũng không làm được gì hả? Mắt mờ. Mắt mờ. Khi mà ba mất bệnh vậy là em thấy sao? Buồn. Buồn. Ba là trụ cột chính trong nhà đúng không? Làm việc lo cho hai em, lo cho mẹ, lo cho bà nội. Nhưng mà giờ ba mất bệnh rồi. Ui con. Nó. Chú tưởng là mới mất bệnh hồi Tết đến giờ đúng không? Dạ. Nhưng mà chú thấy tình hình sức khỏe của chú là nó xuống cỡ bao nhiêu phần trăm rồi? Cả 7%. Hả? 70 hả? 30, cả 30. Xuống cỡ 30%. Hiện tại là con nhìn thấy là hai con mắt của chú nó chuyển qua màu vàng rồi đúng không? Da của chú thì cũng vàng rồi. Mới đầu là bị phổi rồi nó di căn qua gan. Hồi trước là chú làm cái công việc gì? Lao động đó. Chứ là đau lộn về cái chiều chở vợ đi chợ. Làm nông. Làm nông là làm ở nhà làm có nhiều lúa ruộng rồi có nhiều không? Năm sào lúa. Năm sào lúa hả? Bốn sào màu. Năm sào lúa mà bốn sào màu. Một như vậy chú làm có nổi không? Cũng nhiều chứ bộ đất cũng nhiều. Cũng lùm mà mình cho mấy. Một mình. Bây giờ thì cũng bây giờ bỏ đâu ra được rồi đồng được. Thì mình làm cái gì là đó họ ví dụ đủ điều kiện thì lồng én lại mình không đủ điều kiện mình kể vậy hơi bất ngà thôi đó. Cái tên công việc cũng rồi, bây giờ là bây giờ chú mắc cái bệnh này là cũng nói chung là nó cũng nằm trong cái bệnh hiểm nghèo đúng không? Và cái phương pháp điều trị bây giờ là chủ yếu là xạ trị, theo Tây y là xạ trị đúng rồi. Nhưng mà chú không đủ điều kiện, chú cũng không có đủ điều kiện để xạ trị. Thành thử ra là chú bỏ bệnh viện chú về đây. Hiện tại là chú uống cái thuốc nam là chú uống cái gì? Cái lo là gì đó. Sả đen rồi thủ đủ đực. Bông thủ đủ đực á. Lá sả đen với lại bông thủ đủ đực. Nói chung hồi bà thì mình hốc đó. Rồi với lại đi ở quê mà. Là đi nhổ. Ai chỉ cái gì là uống đấy rồi. Rồi chú uống vô chú thấy như thế nào? Tại vì không biết chắc cái rục con không chịu được. Cái rục không chịu nổi hả? Uống vô có bữa con quẹ. Và la luôn. Ăn không vô. Ăn không được hả? Chắc cũng không mấy ngà. Chú cảm nhận như vậy hả? Nếu sống được thì còn lo cho con. Nhưng mà không sống được thì thôi. Rất là cuộc sống. Bây giờ là chú ăn không nổi đúng không? Ăn không nổi mà uống vô là cái trong cái bụng nó cũng khó chịu. Khó chịu. Hiện tại là chú uống sả đen với lại bông đu đủ đực hả? Đu đực với là thù lù. Bông, cái trái thù lù hả? Trái thù lù á, thù lù mới đi nhỏ hai ăn. Dạ, cái bột nó lồng đèn đó. Đó. Là ba loại đó chú uống liên tục nữa hả? Với lại đi hốc ngùa nữa, hốc... Hốt thuốc thang hả? Thuốc thang của họ. Vừa trọng. Thuốc nam mà vừa thuốc bắc nữa. Không, cũng thuốc nôm. Cũng thuốc nam luôn. Thuốc nôm nhưng mà mình thuốc của họ thay thêm vô. Đủ điều kiện thay mà.
cứ rửa rồi đi hút thôi chứ còn không chẳng biết là chung ai chỉ gì cho mồi à, chỉ gì là uống nái. Vô nhà chú thì nghe một cái mùi thuốc nam rất là nhiều đó, đó. Ừ. Rồi trước có phân cả đống rồi đó, trước phân mà náo vô cho chú Mỹ đó. Bây giờ chú có cái mong muốn như thế nào? Mong muốn là chữa bệnh cho lành, nuôi mấy đứa nhỏ này vui do anh chứ từ cũng không biết nó ra bệnh tật mà. Yeah. Cứ đứa mình cố gắng uống thuốc vô rồi bỏ hết ngay chứ còn mấy xã hội chạy ra chạy. Giờ là chú có bảo hiểm không? Bảo hiểm mua nhà nước. Bảo hiểm mua à? Chú xin cái bảo hiểm 100% được chưa? Đâu rồi xin? Đi xin đi. À, xin rồi mà chưa có đúng không? Dạ, yeah. Đang xin cái bảo hiểm 100%. Hiện tại là chú bị bệnh như thế này thì vô là phải xạ trị, mà vô xạ trị nhiều đợt nữa đúng không? Mà mỗi đợt đúng rồi. Nhưng mà xạ sức khỏe mình không đủ điều kiện. Nhưng mà có đủ điều kiện nhưng mà mình không đủ sức khỏe cũng chết thôi. Tại vì khó chịu không nổi thuốc xạ trị nó nghe nó nắng lắm. Dạ. Yeah. Chú vô trong bệnh viện chú ở 20 ngày là chú cũng được mọi người chia sẻ. Họ nói như thế nào? Họ thon, họ chục, chích vô rồi là họ đi bò luôn đêm trong phòng. Ừ. Loa rá ôm sồm. Nắng không? Như vậy là chú đã chứng kiến cái cảnh đó. Chú vừa không có điều kiện mà lại không đủ sức khỏe nữa. Không đủ sức khỏe. Giờ chú muốn ra bệnh viện lại không? Thì cũng ăn đi ra đó mà ra là như thế nào chứ còn ra mà không bắt sợ chạy theo đồ là chịu không nổi. Ừ. Mình xác định trước đây để có điều kiện nó dành cho con. Dạ. Yeah. Chứ không sợ chạy vô rồi cũng tốn tiền mà rồi rốt cuộc sống giờ thoáng rồi cũng cháy thì thôi để tiền này cho vợ nha. Để con ở lại ăn sống để nuôi con. Để cái tiền nó để dành cho con, cho vợ lo cho con. Đường nào là ví dụ mà tiền thuốc xạ trị vô là đường nào cũng đi. Cũng đi đó. À. Thấy cảnh rò nó mới thấy. Yeah. Bây giờ mà mình không có tiền rồi đi chạy chỗ này chạy chỗ kia tốn mớ tiền nữa. Đúng rồi. Mà cũng không, kết quả cũng không được bao nhiêu. Ở xóm này biết mấy người chết cũng xạ trị sang là mũi cuối cùng là coi như chả nào còn chết. Hơi bao người ở đây quanh này nè. Dạ. Yeah. Chú cũng biết được cái kết quả rồi. Mà bởi cái này nuôi chồng mà làm cái gì được nam hay nam. Mình nam hay nam trong khi đó là chưa thấy thúc. Là chưa tới cái mũi cuối. Rồi cũng về bỏ về. Dạ. Yeah. Về cái rồi chết. Mà trước khi chết lăn đa kinh lắm. Dạ. Yeah. Như vậy là bây giờ chú chọn cái phương án là ở nhà để uống thuốc nam. Thuốc nam uống rồi, được cái gì đó được. Dạ, nó đỡ tốn kém hơn. Để dành tiền lo cho các con. Rồi còn ngay hồi nó uống mà không gặp đâu, hai đó thôi chứ còn mình đâu biết thuốc gì không chữ hết. Dạ, thôi thế này con cũng biết được những cái... cái về vị thầy, những cái người thầy mà có những cái bài thuốc hay á, để con chia sẻ, con giúp cho chú, để chú uống xem như thế nào. Rồi, à, cũng vâng. Trước hết thì để con chia sẻ, họ có những cái bài thuốc gia truyền á, biết đã uống vô hợp thuốc, hợp thầy. Đấy đó, cái này cứ uống đỡ bà thì uống nái. Dạ. Yeah. Chỉ đào đi đó đó. Rồi, bây giờ thì... Hôm nay thì con đến đây để làm một chương trình hỗ trợ cho chú một cái khoản kinh phí để chú có thêm điều kiện chữa bệnh cũng như là lo cho mẹ già và hai con. Dạ. Thì con cũng thay mặt cho chị Mai Dương ở bên Mỹ gửi cho chú cái viên uống củ ngải đen. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho chú uống vô để hỗ trợ lại cái bệnh ung thư đó. Uống vô nó sẽ rất là tốt. Thì chú cứ dùng xem như thế nào ha. Mỗi ngày nó uống 10 viên.
sáng 5 viên, tối 5 viên sau khi ăn. Củ ngải đen này thì nó có rất là nhiều cái công dụng tốt cho sức khỏe, nó tăng cường sức đề kháng, rồi nó hỗ trợ chữa bệnh rất là nhiều bệnh, trong đó là có ung thư, nó hỗ trợ cho ung thư luôn. Dạ. Cái này chị Mai Dương bên Mỹ tặng ha. Còn của cô Sang Lê ở bên Mỹ thì gửi tặng một chai dầu xanh. Dạ, gửi cho bà để cho chú dùng ha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình. Rồi ngồi hai phần quà này thì Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho chú một cái khoản tiền nữa ha. Dạ. Phi gửi giúp chú Tường số tiền là 20 triệu để chú có thêm cái kinh phí chạy chữa, rồi lo cho các con, lo cho mẹ già ha. Thì số tiền này là gồm có gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Khang Trần ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vicky Võ ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, gia đình công giáo tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu, cô Hành Vương và cô Viện Phạm ở Canada là 1 triệu, sư cô Trí Giác là 1 triệu, cô Vũ Ngọc ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Lê Lâm Phi, Stefan và Phan Lâm Phong ở bên Đức là 1 triệu, chị Lê Đặng Thảo Phương là 1 triệu, chị Lisa Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Nguyên ở bên Pháp là 1 triệu, chị Lê Mai là 1 triệu, chị Liên Ngô ở bên Úc là 1 triệu, chị Quỳnh Giao Phạm ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Tài ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Nga Phạm ở bên Mỹ là 500 và chị Trương Thị Dung ở Đơn Dương Lâm Đồng là 500. Tổng số tiền là 20 triệu đồng ha. Đủ 20 triệu chú ha. Đây con gửi chú nha. Thay mặt gia đình của Phạm Tường, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở nước ngoài và trong nước đã giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình. Một lần nữa là cảm ơn tất cả mạnh thường quân. Thôi bây giờ chú cố gắng ha. Còn nước còn táp thôi chứ biết sao. Thì biết thôi chứ chạy ra chạy. Nói chung là mình phải giữ vững cái tinh thần, cái tinh thần mình mà nó luôn vui 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 tươi lạc quan á, là từ mình uống thuốc vô biết đâu nó hợp thuốc là nó bệnh nó cũng bớt. Sống được mùi đan mới lo cho mấy đứa nhỏ này. Hai em là giờ đi đứng cũng khó khăn. Khó khăn lắm. Dạ. Cái thuốc nam trừ chú uống là có, chú có mua một lọ thuốc hả hay sao? Mua thon hút thon họ bóc sẵn ra cho mình. Có tốn tiền nhiều không? Thon là 50. Thang là 50 ngàn. Này cũng ngon. Một thang là 50 ngàn hả? Ở đây thì út. Một thang là từ đây đó hả? Vâng. Một thang là 50 ngàn. Uống trong mạch hả? Uống vừa nay trong mạch hả? Không. Thái thuốc cũng trong mạch. Thái thuốc trong mạch hả? Rồi cái thuốc này thì cũng thấy cũng đủ loại lá cây trong này luôn hả? Rất là nhiều loại lá cây. Một thang 50 ngàn. Một thang là chú uống được bao nhiêu ngày? 2 ngày. Một thang 2 ngày hả? Ở quy định đó biết uống 2 ngày. Dạ. Một thang là 2 ngày, tính ra một ngày là 25 ngàn. Tính mà được... uống nút không nổi. Đáng quá hả? Không đáng nhưng mà có vô có rụt cũng quẹ ra biết. Ừ, sợ cái cơ thể của chú không có hợp với cái loại thuốc này. Thì mình thật không hợp thì uống thuốc khác. Đỡ uống sợ đen rồi. Sợ đen thì cũng có trong đây rồi. Nhưng mà mình thuốc sợ đen thì mấy đứa em cũng hơi bức cho. Cái rồi mình uống cho khó vô. Hôm nay thấy rất là nhiều lầu lá cây. Đúng là lụa cây rừng. Cái này của thầy ở đâu đây? Thầy Úc. Cỡ chim nổ. Là gọi là trạch. Gọi là trạch ở Đà Nẵng hả? Gần gọi Đà Nẵng đó. Cắt đi coi.
Như vậy là chú dùng thuốc nam là được bao lâu rồi đó? Thì bà hầu đổ bệnh tới giờ. Đổ bệnh tới giờ, hầu tới giờ là dùng thuốc nam hết rồi? Thuốc nam hết rồi. Cứ chỉ gì lộn nái. Hầu tới đến giờ? Hầu tới giờ. Bây giờ là cầm chừng cũng được 3-4 tháng rồi. 4 tháng hả? Còn thuốc tai mua đó. Thuốc đen. Cái này mua không? Ủa sen vô. Uống Nga mình được không biết. Thôi được rồi, cái này cắt đi. Nói chung là vừa uống thuốc nam mà vừa uống thuốc của bệnh viện nữa. Kèm thêm vô hả? Dạ. Nó mình mua ngồi chứ đâu. Mua ngồi. Mình mua ngồi hết hả? Mua ngồi hết, toàn bộ nuôi dùng thuốc điều trị là không có. Dạ, như vậy là tính ra mỗi tháng là tính tốn tiền cỡ bao nhiêu tiền thuốc rồi đó? Cỡ thốn là mấy triệu rồi. Mấy triệu mà bây giờ cũng không có thu nhập nữa. Thì giờ vợ con phải ở ngoài chứ đi đâu? Thuốc sữa, sữa một hộ hũ sữa nhỏ. Rồi. Bây giờ chú dùng thử cái này. Rồi. Chú, bây giờ chú dùng thử cái viên uống của ngải đen này. Nó sẽ hỗ trợ thêm một phần cho chú. Rồi để con về con liên hệ với mấy ông thầy. Thầy có cái bài thuốc gia truyền, có bài thuốc hay á, thì để con chia sẻ. Cảm ơn. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn, thì cũng mong chú giữ vững cái tinh thần để chú điều trị ha. Rồi thôi con cũng xin phép nha. Rồi cảm ơn Phi nhiều nha. Thay mặt gia đình đi cảm ơn Mạnh Quân. Chồng đa rồi ông nó hụt hụt không nghe rõ, cũng nhờ Mạnh Quân số lỗi cho chồng với trừ Mạnh Quân lo giúp đỡ cho con và chồng đi ra bệnh viện để chữa bệnh giảm chóng lành nuôi mẹ rồi đứa con. Trước hết là cảm ơn mấy chị ở bên nước ngoài Mạnh Quân giúp đỡ cho gia đình em trôi qua nạn khổ cho chồng em bớt bệnh. Thế chờ chồng đa rồi ổng nuôi sổng sổ, ổng nuôi thương hược tới mắt. Mình bó từng củ khua của sáng đau có đủ vào đau rồi. Thì anh đi đâu anh chở em đi đó chứ còn em không biết đi xe. Bữa hôm nay mấy tháng này ở nhà với đâu có thu nhập được đồng mô đó. Cũng nhờ Mạnh Hình Quân giúp đỡ. Chứ trừ không biết nuôi rèo. Với chú Phi nữa. Nhờ chú Phi giúp đỡ giùm gia đình chứ còn không biết nuôi rèo rèo nữa. Trừ chồng đứa hơi đứa con tật quyền. Ở cái phóng nữa mà đục thế anh thế. Đục thế anh thế nó trời rồi nó ngầu rồi đó nó không có lồm được cái chi hết. Bây giờ là thôi cô cố gắng cô lo cho chú chứ cũng không biết làm sao ha. Cố gắng được chừng nào hay đó thôi. Cũng nhờ chú Phi đó giúp đỡ giùm gia đình chứ còn không biết ren kêu của được. Chứ trừ chồng rứa con rứa mẹ nó dò nữa trừ có mình ra mua chữa cho đủ. Dạ rồi, thôi cô cố gắng nha. Dạ, cảm ơn chú Phi. Có chị chú Phi giúp đỡ giùm đi trời, không biết ra. Chị con cứ rứa chữ, nào đâu nó ngồi chơi miết nó đâu lùm chi được. Mét mổ rồi đâu có thái đường nó mà mờ còn chiên bánh rú chiên bánh rôm chữ mét mờ đục thêm thể nữa, đoan đục thêm thể. Trừ không biết ren nữa. Yeah. Mờ xuống rồi con cứ cha mẹ chồng nữa, cha mẹ dò nữa. Rồi được rồi, được. Rồi thôi thì hôm nay thì Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để hỗ trợ cho chú Tường có thêm cái khoản kinh phí, trước hết là chú chạy chữa, sau đó thì cũng có điều kiện để lo cho hai đứa em. Quý vị đã thấy hai đứa con của chú Tường thì cũng không may mắn khi mà lâm vào cái cảnh như thế này, thì cũng hết sức là cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, quý vị Mạnh Thường Quân, quý vị Mạnh Thường Quân lúc này để gia đình có thêm cái điều kiện chạy chữa. Một lần nữa Phi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn Mạnh Lê Quân giúp đỡ cho con tôi, gia đình tôi được số tiền. Thôi tôi cũng cảm ơn và cảm ơn trước, cảm ơn Mạnh Lê Quân Sam, cảm ơn anh. Giúp đỡ cho gia đình tôi, thôi cảm ơn nhiều. Không có gì mà. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn anh. Rồi, Phi xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha.